Tấm Cám, chuyện Thu Hiền TV kể, phần 5. Tấm, thả trẫm ra, thả trẫm ra. Hoàng thượng bảo trọng. Các khanh, ta có việc đi ra ngoài. Các khanh trông coi hoàng thượng cẩn thận giúp ta. Cấm cho đi karaoke với Bi Ôm, nghe chưa? Dạ, tuân lệnh hoàng hậu. Công công, công công. Tạm biệt các khanh, tạm biệt hoàng hậu. Người nhớ canh chừng hoàng thượng cho kỹ nha. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng bị mất rồi. Bảo lên, đi tìm hoàng thượng. Chia ra đi nhanh lên. Hoàng thượng, người làm gì vậy? Hoàng thượng, bảo trọng long thể. Người suýt giết ta rồi đấy. Hoàng thượng tha mạng, thần cũng không còn cách nào. Người là người của ai? Hoàng thượng, thần cũng chỉ là muốn giữ tính mạng này thôi. Người biết hoàng hậu giữ như thế nào rồi đấy. Này thì Bi Ôm, này thì gái gú này, bậy lắc này, nhảy đi, cho ta xem. Ngươi, canh chừng cho cẩn thận, tuân lệnh không được rời cái cửa này nửa bước, nghe chưa? Nhớ đấy. Hoàng thượng mà phải chịu cảnh chim lòng cá chẩu. Đúng rồi, phải gọi hỗ trợ. Alo, Tuấn công tử đúng không? Hoàng đây, mau đến cứu giá. Ôi trời ơi, mẹ cám vào đây xem được chưa? Đâu 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 đâu. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Nhìn như là con quái vật ấy. Sửa lại ngay cho ta. Nhanh, vâng vâng. Không, đổi ngay đi, nhanh. Được rồi, tôi sửa, tôi sửa. Chưa được à, để tôi làm lại. Mẹ thấy con xinh đẹp hơn chưa? Ôi cám ơi, rất là very good. Thù lao của ngài đây. Tạ xin. Bye bye. Con gái mẹ ăn đứt con tắm rồi. Đi tìm hoàng thượng thôi mẹ. Cẩn thận con ơi. Của một đống tiền trên mặt mày đấy. Ngon, ngọt thế nhỉ. Ơ, kia lạ. Ai mà trắng như cái bánh bao thế kia. Chờ em với. Chàng đâu rồi? Rõ ràng chàng ấy vào đây mà. Ơ, chàng khoan đã. Nàng tìm ta đúng không? Chàng mạnh mẽ thế, nhưng mà em thích. Nàng nhắm mắt lại đi. Vội thế. Ngươi, ngươi là ai? Mê trai thì có đầu thai mới hết. Hết, hết chịu nổi rồi. Công công lâu về thế. Thằng thị vệ này sao thế nhỉ? Người làm sao thế? Công công tha lỗi, thần chịu hết nổi rồi. Ơ, công công đi đâu rồi? Chết rồi, đồ ăn hại. Ta sẽ trục xuất người ra khỏi hoàng cung. Cút, cút nhanh cho ta. Bà này, này lại đến tháng rồi. Về canh cổng cho chắc. Đi ra, nhanh. Xong rồi, thành công rồi. Yeah. Khanh đưa trẫm đi đâu thế này? Đi karaoke nhé. Thôi, tắm nó đánh chết. Ui, lo gì, mình chỉ đi hát thôi. Hát thôi nhé, không có gì đâu đấy. Rồi, yên tâm. Chúc mừng hoàng thượng được tự do. Vô, không say không về. Chủ quán, mang rượu ra đây. Em đây, em đây.
ta. Ở đây có món gì đặc biệt không? Có chứ, em nè. Mày nhờn với ông à? Em đùa thôi. Phục vụ, mang rượu lên đây. Anh chờ tí, đặc sản nhà hàng em lên rồi. Hết nước chấm. Mời hai anh uống rượu đại bổ. 100% anh nhé. Ra đây em ơi. Không, nam nữ thủ thủ bất thân. Ta đến đây chỉ để hát thôi. Chàng uống đi, cho ngọt giọng, hát mới hay chứ. Đêm nay hoàng thượng sẽ thuộc về cám này. Vào đi con gái, ngồi xích vào để mẹ chụp vài bộ ảnh tống tiền. Chuyện gì vậy hoàng thượng? Đại hỏa rồi, đứng lên, hồi cung nhanh lên. Định trốn đi đâu? Hoàng thượng, thế là thế nào? Sao người nói chỉ hát thôi mà? Ta không biết. Tâm thân này đã bị vế bẩn, ta không biết sống nữa. Người có chịu trách nhiệm không? Có. Phải thế chứ, còn rể mẹ ngoan lắm. Kìa, cám, lại đây với phu quân của con đi. Người phải tìm ra bằng được cái thằng áo trắng kính đó cho ta. Dám lừa công công ta. Hoàng thượng vạn tuế. Con tiện tỳ này là ai hả hoàng thượng? Sao dám cầm tay hoàng thượng? Ta là hoàng hậu mới đấy. Cái gì? Hoàng hậu à? Hoàng thượng. Thế còn hoàng hậu tắm thì sao? Thằng ngu, im mồm. Ôi, hoàng hậu mới xinh quá cơ. Nhìn là biết có tướng phúc quật may mắn rồi. Không như cái con tắm. Bay đâu, hộ giá hoàng thượng hoàng hậu hồi cung. Hoàng thượng ơi, thiếp về rồi. Chuyện này là sao? Tắm mãi chơi, không là chuyện hậu cung nên bị phế truất, đuổi ra khỏi cung. Hoàng thượng ơi, tại sao vậy? Không, thả ta ra. Tắm, hoàng thượng. Hoàng thượng, sao chàng nỡ bỏ thế? Mình bị làm sao thế này? Chẳng lẽ... Con của ta, con ơi! Con trai của mẹ. Ai là người đã giúp đỡ mình vậy? Hoàng tử của mẹ ngoan. Mẹ sắp kiếm đủ tiền mua sữa cho hoàng tử của mẹ rồi. Ông chủ ơi, hôm nay tôi chỉ kiếm được bằng này thôi. Ông cho tôi nhiều vậy à? Tôi không dám nhận đâu. Hôm nay ta vui, được chưa? Chị cứ cầm lấy đi. Vâng, tôi cảm ơn ông chủ. Mẹ con tôi đội ơn ông. Khổ thân, hoàng hậu lại ra nông nỗi này. Con trai ơi, mẹ sẽ đưa con về đúng vị trí của con. Hoàng thượng chắc chắn sẽ lo cho con cuộc sống tốt hơn ở với mẹ bây giờ. Đứng lại, có chuyện gì? Thị vệ ơi, người có thể đem em bé này cho hoàng thượng được không? Đây chính là hoàng tử. Thôi được rồi, cô chờ tôi một tí. Mong người giúp ta đưa hoàng tử tận tay hoàng thượng. Lại, quay lại đây. Đứa bé nào đây? Có người nhờ tôi đưa cho hoàng thượng. Cái
cái gì? Chẳng lẽ đây là con của con Tấm? Đưa đây, người cút ra kia cho ta. Hai mẹ con độc ác nhà Cám, không biết con mình sao rồi. Tấm à, định đem hoàng tử cho hoàng thượng à? Mơ đi cưng. Trả lại con cho ta. Trả đây. Không, dừng lại. Con của tôi. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Thu Hiền TV. Mình là Thu Hiền. Mình là Linh Trang. Còn mình là Kino nha. Các bạn ơi, hiện tại thì kênh Thu Hiền TV đang phát triển một nội dung mới, đó là phim cổ tích. Nếu mà thấy hay, hãy nhớ like.